Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, từ rất sớm như vậy thì công an đã bấm chuông và ba người vào trong nhà tôi, thì có hai người là cơ quan bộ và một người ở sở công an Hà Nội vào thẩm vấn tôi. Thì đầu tiên là họ bắt tôi ký xác nhận vào những cái bài viết trong thời gian gần đây tôi đã đưa lên mạng, thì tôi đồng ý ký. Nhưng mà sau đó thì họ đấu tranh tư tưởng với tôi, có ý hòn giả với tôi về những cái bài viết đó. Trong 4 năm cái bài viết đó thì họ xoáy mạnh vào cái bài mà tôi phê phán ông Nguyễn Phú Trọng. Họ làm rất là căng và bảo là tôi như vậy là tôi đã xúc phạm đến cái cán bộ lãnh đạo của đảng, lên án ông nặng nề một cách không có bằng cớ. Sau đó thì họ quay ra họ răn đe tôi, bảo là đã cấm rồi mà tại sao mà vẫn tiếp tục phát hành cái tờ Thập San Tổ Quốc của chúng tôi. Và cái điều thứ ba mà họ thẩm vấn đó, tức là họ bảo tôi tại sao mà lại dám đưa lên băng ở trên cái Thập San Tổ Quốc cái bài của ông Phạm Quý Dương, yêu cầu là làm sáng tỏ rằng ông Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay người Đài Loan. Thưa ông có nghĩ rằng thông thường thì có thể từ chối cái việc làm việc với bên cơ quan an ninh hoặc công an và có thể phải yêu cầu là phải có luật sư để mà tránh những cái vấn đề xảy ra hoặc kể cả sách nhiễu, thì ông thấy thế nào? Dạ, tôi thì thường là tôi không dám cãi lý với công an nhiều và thường là tôi phải chiều công an. Tức là tôi làm sao để cho thật là êm dịu, để cho đừng đẩy họ vào cái chuyện mà họ từ cái không bằng lòng mà họ từ cái chuyện nhỏ họ xảy ra chuyện lớn. Cho nên họ lập biên bản và tôi ký là tôi ký, nhưng mà tôi nói thẳng ý kiến của tôi. Nhưng thực ra là cái cuộc thẩm vấn vừa rồi ấy, thì những cái nội dung thẩm vấn kia không phải là quan trọng. Cái cớ chính của cái buổi mà họ đến họ làm việc ấy, là để họ ngăn chặn tôi, không cho tôi tổ chức cái buổi gặp mặt giữa tôi với một số bạn bè thân thiết. Như các ông đã biết là cách đây một vài năm thì chúng tôi có một cái quây quần lệ với nhau gần như là một cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ thì thực ra là để các cái cánh già, rồi trong đó có trí thức, có các cụ lão thành cách mạng, cũng có một số anh em trẻ đến thì mỗi tháng đến gặp nhau một lần để mà trò chuyện thôi. Và tất nhiên là cũng có nói đến cái tình hình thời sự thế giới trong nước, chứ không có cái tổ chức gì cả, không có hoạt động bàn đến cái chuyện lật đổ hay gì cả. Nhưng mà rồi họ cũng ngăn cấm và họ bắt tôi giải tán cái câu lạc bộ đó. Thế từ từ ngày giải tán đó thì anh em họ nhớ nhau. Thì nhân cái chuyện vừa rồi đến hôm mai á, là cái ngày kỷ niệm 7 năm ra đời của cái Thập San Tổ Quốc của chúng tôi. Thì chúng tôi có hẹn nhau đến uống với nhau, muốn đi cà phê, rồi dùng với nhau một cái bữa cơm trưa nó sần sàng thôi để mà sinh hoạt tinh thần thế thôi. Chứ chúng tôi cũng chả có bàn tổ chức rồi kia. Nhưng mà họ làm dữ dội quá. Họ mở ra cả một chiến dịch khủng bố đàn áp chúng tôi ghê gớm lắm. Họ đưa ra đến nhiều cánh quân, một cánh quân công an đến những cái nhà mà dự kiến là sẽ đến dự cái buổi gặp mặt hôm nay. Họ ngăn cấm, họ bảo hôm nay là không được đến nhà ông Giang. Mà không phải là chỉ đối với anh em trẻ đâu, cả bấm những cái người lão thành cách mạng hẳn hoi, những cái người mà từ cán bộ tiền khởi nghĩa và đảng viên hàng năm 60 tuổi đảng, họ cũng vỗ mặt thẳng và cấm hôm nay không được đến nhà ông Giang. Thế rồi một cái cánh quân là họ phục ở bên Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn ngay trước cửa nhà tôi, phải hàng chục người, trong đó có xe cộ và chắc là có cả súng ống. Thế rồi một cái cánh quân họ chặn ngay cái đầu ngõ vào nhà tôi, có ai đến, người thì họ đuổi về, người thì họ bắt lên đồn công an. Và có một cái người lọt được vào đến cổng nhà tôi thì vừa mới bấm chuông cái thì ba công an sộc đến và lôi người đó đi và chỉ vào mặt cái người ra định mở cổng đó là không được mở cổng. Trong khi đó thì ba cái người công an ếm ở trong nhà tôi vừa làm cái việc thẩm vấn vừa để ngăn chặn không cho ai vào nhà tôi cả. Cái thái độ của họ rất là căng thẳng như vậy vì tôi khổ tâm quá. Tôi bảo là tôi là một công dân bình thường và phải nói là tôi tham gia đảng, tôi tham gia kháng chiến còn trước ông Tổng Bí Thư, trước các ông lãnh đạo đảng rất nhiều, và cả cái quá trình của tôi đóng góp công hiến rất lớn. Với hỗ trợ gì mà tại sao lại coi tôi như là một cái người tù tại gia thế này, không cho tôi gặp bè, gặp bạn, không cho tôi giao lưu tình cảm như vậy. Thì đấy là một cái việc hoàn toàn vô lý, cho nên tôi không giữ được bình tĩnh và tôi đã quát lớn và thậm chí là tôi phản ứng dữ dội. Cho đến bây giờ tôi rất lo là không biết rồi là thái độ của chính quyền, và cộng với lại cái việc tôi phê phán ông Tổng Bí Thư một cách thẳng thắn
Và tôi nói thẳng ra là tôi nghi ngờ rằng ông Tổng Bí Thư qua những lời nói, việc làm của ông thì biểu hiện ông như là một nội ứng của Trung Quốc. Và ông sẵn sàng muốn có ý đồ là đưa cái ách đô hộ vào Việt Nam và làm cho Việt Nam biến thành một cái tên mỹ lệ của Trung Quốc để đi theo cái gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bằng cái nhận thức tuy luận cụ thể như vậy thì tôi phê phán ông Tổng Bí Thư. Họ cho tôi như thế là tôi phỉ báng lãnh tụ lãnh đạo, thì tôi bảo không, tôi là một người công dân, tôi có quyền suy nghĩ về đất nước và tôi quyền đánh giá người này người kia, tôi không vu khống, tôi không nói xấu ai cả. Rồi tôi rất lo ngại rằng cái việc mà họ cứ khống chế tôi và họ chọc cho tôi nổi khùng lên như vậy, họ có âm mưu gì. Từ mấy chục năm nay thì tất cả từ cái việc ném đá vào nhà cho đến việc cắt điện thoại cho đến cái việc nói xấu tôi trên báo đảng, là nói cho tôi đủ các thứ tiếng xấu, nào là bất mãn, nào là cơ hội, nào là chống chủ nghĩa xã hội, nào là chống đảng, nào là phản động, nào là gián điệp, họ coi cho tôi đủ các thứ. Rồi họ khám nhà tôi là đến gần một chục lần rồi, và họ bắt tôi đi thẩm vấn ở trên các cái đồn công an hơn chục lần rồi, và họ cũng tấm lam tôi rồi. Không biết là sắp tới họ định làm cái trò gì thì tôi không biết được. Thưa ông, nếu như ông đã cho là mình bị sách nhiễu như vậy mà ông cảm thấy sự bất công, thế thì tại sao ông không tìm tới các cái luật sư để mà họ có thể tìm cách bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của ông? Chẳng hạn như là khiếu nại, thậm chí như một số nơi là họ có thể kiện với những hành vi mà ông cáo buộc là xâm hại tới ông. Dạ, tôi đã kêu ca phàn nàn nhiều lần lắm rồi chứ. Nhưng còn kiện cáo thì tôi không muốn làm cái việc ấy, vì tôi nghĩ là kiện thì như là con kiến kiện củ khoai, cho thành tôi không kiện. Nhưng mà tôi đã tố cáo bằng những cái thư ngỏ nhiều lần lắm rồi trước công luận đối với người Việt Nam và đối với cả quốc tế. Ông có nhắc tới việc là ông đã đăng trên cái con đường cá nhân của mình đấy, một bài viết của ông đại tá Phạm Quý Dương, trong đó có đặt cái vấn đề về căn cước thực sự ấy, của ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc. Theo ông thì có phải chăng chính vì đây là một cái đề tài nhạy cảm mà an ninh họ đã tới nhà ông, thưa ông? Vâng, cái cuộc mà họ ập vào nhà tôi, họ thẩm vấn tôi suốt 3-4 tiếng đồng hồ như vậy ấy, thì theo tôi là có nhiều lý do, trong đó có rằng mà tôi là tại sao lại đưa cái bài của ông Phạm Quý Dương lên. Nội dung của cái bài của đại tá Hoàng Duy Dương thì ông nói về cái cuốn Sinh Bình Thảo, mà trong cái cuốn Sinh Bình Thảo ấy là của một tiến sĩ Đài Loan. Họ nói rằng ông Hồ Chí Minh chính là ông Hồ Tập Trương, ông Nguyễn Ái Quốc thì đã chết từ năm 32-33 rồi, thế còn cái ông Hồ Chí Minh này á là ông người Đài Loan tên là ông Hồ Tập Trương, ông được gài vào để ông đóng giả ông Hồ Chí Minh. Thế thì cái việc ông đại tá Hoàng Quý Dương ông yêu cầu là phải làm rõ cái việc đó và ông thảo luận với tôi đồng ý là ông viết một cái bài như thế và tôi đăng ông, là vì tôi cho cái việc là việc cần thiết. Vì nếu mà để cái việc nó lập là trắng không ra trắng, đen không ra đen thì gây một nghi vấn, mà nếu mà cái nghi vấn đó mà cứ tồn tại thì nó có hại vô cùng. Thứ nhất là người ta cứ bán tin và bán nghi. Thứ hai là cho nên tôi đề nghị đảng, chính phủ, nhà nước là phải làm thật rõ cái này. Nếu mà đúng là ông Hồ Chí Minh chính là ông Hồ Tập Trương người Đài Loan thì nhiều vấn đề của lịch sử phải được xem xét lại, phải được chấn chỉnh lại. Còn nếu mà cái đó là việc vu khống hoàn toàn thì tôi nghĩ là cái đó phải đưa ra tòa án quốc tế vì nó nguy hại lắm. Nó lại bảo là cách mạng Việt Nam là nhờ một người Trung Quốc làm thì nhục cho đất nước chúng tôi, nhục cho nhân dân chúng tôi. Cho nên tôi nghĩ phải làm cho sáng tỏ để có hai hướng giải quyết như vậy. Trong đó có cái hướng là phải đưa ra tòa án quốc tế để kiện.